Khoai tây chờ má một chiếu nha. Trời ơi, khoai tây bỏ tùm lum tà la rồi con. Con vứt như vậy luôn á hả? Nè. Khoai tây tây chơi em bé nè. Cái muỗng ăn của khoai tây nè. Cái muỗng ăn của khoai tây nè. Đây. Đó, cái muỗng ăn của khoai tây đưa đưa đi. Đây nè, hộp đường ba mua cho khoai tây nè hả? Lấy ra nha. Á chủ ơi, con đừng có đổ chừng. Rất là má dầm nhỏ ra cho khoai tây ăn nha. Nó rang rang bà cô chú à. Trời ơi, khoai tây ăn bà cô chú à. Giỏi. Tới tới từ giờ má một chút, má nhấn cho nó nhỏ ra xong cái má bày công suất nha. Hạt điều của ba khoai tây mua cho khoai tây nè bà cô chú à. Từ má nhấn cho nó nét hả, chứ nó không có nét làm sao con ăn. Khoai tây vẫn cầm cắn hột điều thì vẫn cầm cắn bà cô chú, nhưng mà cắn bự quá khoai tây nhả ra chứ khoai tây không có nuốt được đó. Má nhấn nhỏ nhỏ ra ha, cho khoai tây dễ ăn ha. Trời ơi, giỏi ghê chưa. Wow, vỡ tay. Thấy không, bà cô chú thấy khoai tây tự đứng lên xong thả tay ra được một xíu nè. Con đứng lên thả tay ra lại cho má coi nè. Khoai tây đứng lên nè. Hả, đứng lên thả tay ra nè. Ừ. Ra đứng lên làm gì, thả tay ra nè. Ừ, thả tay ra nè. Vỡ tay, đó. Khoai tây biết nghe lời nha bà cô chú ha. Giờ đứng lên. Ừ, sao khoai tây không đứng lên đi? Ừ. Này. Khoai tây đứng lên, thả tay ra bắt coi nè. Rồi bây giờ. Đó. Mát rồi đó bà cô chú. Rồi bây giờ tập cho khoai tây nó đúng rồi đó. Con để cái này xuống này, mình bây giờ không có ấy nữa nè. Cầm cái muỗng nè, đó, cầm cái muỗng đàng hoàng này con. Đó, má, đó, con sẽ xúc miếng này nè. Bỏ vô miệng ăn. Giỏi. Xúc quay. Con xúc đó, rồi bỏ vô miệng ăn. Wow, giỏi, vỗ tay. Wow, giỏi, vỗ tay. Đây con xúc đi. Con xúc đi. Đó. Bỏ vô miệng ăn. Wow, giỏi, vỗ tay. Đó, con bỏ vô miệng ăn, con bỏ miệng đi. Nhưng. Đây nè, con xúc đi. Đó, con xúc đi. Trời ơi, giỏi ghê ông bà cô chú rồi đó. Cái tay thích ăn hạt điều ha. Con xúc đi. Đó. Cái tay này làm rất là muốn lấy bóc chứ thầy. Cái muỗng nó không vô miệng nhiều. Wow, giỏi, vỗ tay con xúc xúc ăn. Không có dầm nữa con, má dầm xong rồi.
Wow, giỏi. Rớt, 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 rớt. Xong, xong, xong. Rớt kệ nó ha. Nè. Xúc tiếp đi con, xúc đi. Đúng rồi, xúc đi. Wow, giỏi, vỗ tay. Vỗ tay theo khoai tây nè. Đó, khoai tây tự xúc luôn bà cô chú đó. Wow. Con mở vào miệng được lấy cái lưỡi liếm cho nó. Wow. Wow, khoai tây giỏi ghê luôn á. Khoai tây giỏi lắm bà cô chú ơi. Đó, wow. Xúc ăn tiếp nè, xúc ăn tiếp nè con. Ừ, xúc ăn tiếp đi. Không sao đâu, đổ ra ra nè nè. Còn trong trong một chén này. Đó. Xúc ăn tiếp. Wow, giỏi, vỗ tay. Xúc ăn tiếp đi con. Không có dầm, không có dầm, mình xúc đi. Không có dầm con. Đây nè, không có dầm, xúc à. Wow, giỏi. Rồi con xúc ăn tiếp đi. Uống miếng nước không? Uống miếng nước nè. Ăn hạt điều nó khát nước không bà cô chú ạ. Wow, xúc ăn tiếp đi con, đừng bắt cho con uống nước. Ừ, lấy cái muỗng xúc nè. Ừ, cầm muỗng xúc đi con. Ừ, đó, xúc miếng nè, đó, à, đó, đúng rồi. Rồi, đưa đưa má tém cái miệng nha, má tém cái miệng của khoai tây nè. Con âm nè. Đây nè. Đó, má xúc nè coi nè. Nhiều không? Đây con tự xúc thử coi. Khoai tây ăn hạt điều ông bà cô chú rồi trộn nhai giống bà già nha, trời ơi trời. Ừ, thôi má xúc cho con cho có ăn được nhiều ha. Hạt điều ngon lắm bà cô chú. Rồi má cho uống miếng nước rồi xong ăn ăn hạt điều tiếp nha. Ầm tiếp nè. Bấm mút. Bấm mút. Này con cầm con đúc nè, khoai tây nè. Hạt điều. Khoai tây đúc hạt điều nè, ăn ngay con. Đó, rồi, bỏ vô miệng. Bỏ vô miệng ấy. Bỏ vô miệng, đúng rồi. Ầm vô miệng, ầm vô miệng. Ầm vô miệng. Wow. Đây nè, uống miếng nước. Móng móng mới mở cơ. Giống bà cố ngày xưa ăn trầu ở khoai tây ha. Rồi. Đây nè, má múc múc cho con ăn ha, cho được nhiều nè. Đó. Đây nè, tay cho con. Đút vô miệng đi. Ăn ớn rồi bà cô chú, đều ăn mau ớn lắm. Mỗi ngày chừng là 2-3 hạt à. Ớn rồi. Ăn ăn tiếp đi, nè còn miếng nè. Ớn rồi. Khoai tây ảo bà cô chú. Khoai tây kêu ảo bà cô chú hay con. Khoai tây ạ. Khoai tây ạ đi. Khoai tây nè, khoai tây kêu ạ cho má nghe nè. Khoai tây ơi. Khoai tây ạ. Khoai tây kêu ạ đi. Sao khoai tây không kêu ạ vậy? Khoai tây. Khoai tây ạ đi. Ạ. Ủa chú chà, chú chà. Đó, chú chà.
này chú cha hả? Đó. Bày ra rồi xong dẹp vô, bày ra dẹp vô rồi xong cái hết thời gian thôi hả khoai tây ha? Chứ đâu cần làm gì đâu con ha. Phải không khoai tây? Khoai tây hét má nghe. Ờ, hét má nghe. Giỏi, vỗ tay. Khoai tây hét má nghe. Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay. Khoai tây múa, múa nè, khoai tây múa. Múa. Khoai tây múa đi. Khoai tây múa. Khoai tây hát. Khoai tây hát. Khoai tây múa hát. Khoai tây múa hát. Khoai tây múa. Ừ. Giỏi. Hôn má miếng. Hôn má miếng đi. Giỏi.